chào các bạn, hôm nay mình sẽ chơi một game trong Roblox. Game này thì mình không có nhớ tên tại vì mình không biết tiếng Anh gì đấy. Tờ game tờ bác nha sĩ đã phát điên, chúng ta cần rời khỏi đây. Cái gì vậy? Trời ơi, đây là cái gì đây? Cái này là cái gì vậy? Nhảy qua. Rồi ok. Hỏi gì vậy? Nó nói gì vậy? Nhấn nút để làm cho sàn nhà xuất hiện. À nút này. Ok. Game này nói chung là nó cũng khá là dễ. Ở đây là mấy cái con giả nè. Xin lỗi các bạn, con giả nó cứ gáo. Con giả nhà mình nó cứ gáo hoài à. Rồi ok, đây là gì đây? Phải đi qua mấy cái dũng này. Thì dũng gì vậy? Dũng má ơi. Rồi ta luôn. Giờ mình sẽ đi lại nè. Ok. Thì tại các bạn thắc mắc là tại sao cái bài lắp của mình nó lại bị như thế này đúng không? Thì tại vì sạc pin của mình nó bị lỗi nên không có thể mặc được sạc pin cũ được nữa. Hồi nãy nó nói gì vậy? Gì đây? Gì? Tìm chìa khóa đúng không? Ê, chìa khóa nè. Có gì không? Vô có đi nào. Ở đây có mấy cái hàm răng nè. Cái hàm răng này là mà phải mình cũng dùng nè. Ủa? Không đai luôn hả? Ok, đi cho cái bàn chả màu xanh này. Ok. Cái gì vậy? Cuối cùng mình xin lỗi các bạn, con gà nó cứ gáo hoài à. Rồi ok, đi qua phòng này. Đây có mấy cái bàn chải. Ui, mà cái bàn chải này nó cũng không có giống bàn chải thật. Cái này giống như cái để chải toilet á. Gì đây? Đi qua chỉ tơ tầm cái gì đấy? Am sờ bên di ra cái này tiếng gì vậy? Trời ơi. Cái này cái sợi dây gì á, sợi dây này là giống như cái sợi dây mà dùng để kéo cái ăn ra để vô cửa rồi đóng mạnh vô cái ăn mà bị gì á, cái ăn sắt vụn á. Ở đây là cái gì đây? Sao mấy cái nước này màu hồng vậy? Đây cái quả bóng này là cái gì vậy? Chắc là quả bóng bình thường thôi. Đi tiếp thôi nào. Cái này chắc chắn là kem này. Kem màu hồng. Rồi đi tiếp thôi nào. Cái nọ này nói gì đây? Dung bờ hả? Gì vậy? Sao gì vậy? À sao? Nhảy xuống đây hả? Ôi, ôi. Đây luôn. Trời ơi. Ôi. À hiểu rồi. Đi qua cái chỗ này để đến cái chỗ kia. Dở ẹt. Cái này ai cũng làm được. Ha ha ha. Mình chỉ cần nhảy lên thôi. Rồi. Ở đây cái gì đây? Cái gì vậy? Sao nó chưa bị bọt nữa? Trèo lên cầu thang hả? Bị mắc kẹt. Trèo qua đây. Trèo qua... Ôi! Mình chết rồi! Ôi! Mãn mắt hả? Ôi! Mọi người để mình... Còn ok với các bạn thì nãy mạng mình lắc nên mình bị vậy đó. Bây giờ mình sẽ chơi lại. Nhảy qua mấy cái khói này. Ok. Lên cái đường này. Đây là cái gì đây? Ok. Ở dưới có gì? Ui. Cái căn nhà này cấp cao lắm luôn á. Trèo lên. Lộn đường. Đi qua đây. Rồi cái gì đây? Ở bên kia có gì vậy?
nha sĩ hả? Chở cái ông nha sĩ mắt đỏ kìa. Kìa mọi người thấy không? Ông mắt đỏ kìa. Trời ơi lại chơi. Thôi giờ mình sẽ đi lên tiếp đây. Ui, lộn đường nữa. Rồi ok. Rồi lên tiếp để mình chỉnh cái màn hình. Nói lắm gì đâu quá. Cái cầu thang này bị gì ấy? Qua đây. Rồi ok. Ở đây là cái gì đây? Yeah. Là sao? Chấm bị chạm bởi các khói độc từ lỗ ông hả? Và cái gì? Ok, cái này là cái gì vậy? Cái này đâu phải lỗ không đâu. Lỗ không nó khác mà. Cái này là đúng rồi, cái này giống như một mấy cái ống mà sửa ống nước á. Ok. Ui. Rồi chết luôn. Thế hồi sinh đi. Máy của mình hồi sinh khá là lâu. Chưa chạm luôn á. Mấy bạn thấy không? Mình chưa chạm nữa. Chưa chạm, đừng chạm. Chưa chạm luôn á. Mình vật lý. Yeah. Còn ứ vậy là chơi. Lần này là lần cuối nha. Không nhảy được là xóa game. Họ nói giỡn. Cho một cơ hội nữa. Rồi đó. Nhảy bên đây. Trời ơi. Để mình cắt khúc này nha mọi người. Rồi ok các bạn. Mình đã qua được khỏi cái đường đó. Trên ống xuống rồi. 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 Mình sẽ đi tiếp. Xem coi. Đi chưa? Rồi ok. Rồi hết tối rồi đi qua. Ê, ở đây cũng trống. Không hơi gì nữa hả? Đi qua đây hả? Kìa. Là sao? À vô mấy cái ống này hả? Hả? Ôi teleport. Đây là đâu? Đi qua ống hôn hôi kìa. Rồi chơi. Ý, đây không phải. Tìm ống hôn hôi nào đúng rồi. Ý, bên kia có đường. Rồi ok. Rồi mình đi đường nào đây? Ý, ở đây là đường đúng nè. Dạ. Cái gì? Đờ biết cùng là sao? Acid hả? Rồi nhảy qua. Oh my god. Xém chút nữa thôi mình đai luôn. Rồi ở đây là ý, cái này giống như chợ XO nè. Rồi ok. Thì nhảy qua. Rồi skip ta ghê. Đây là cái gì đây? Nhảy lên mấy cái hùng. Sao dễ vậy? Ở đây có lê chế à. Rồi nhảy nhảy. Ui dạ. Rồi nhảy qua đây. Mấy cái này nhỏ. Mình té xuống mà mình sẽ đi lại từ đầu. Mua tích mấy cái game này là vậy rồi. Ở đây là gì đây? Ui sao quá trời nước vậy? Ây. Ở bên kia là một bẫy. Rồi. Cái gì vậy? Mình chưa chạm luôn á. Sao mình chết vậy? Trời. Ủa
rồi nhảy qua đây, nhảy qua đây. Mình chiến rồi. Được. Màn nãy rồi, giờ mình sẽ đi đến màn tiếp theo. Đây là màn không chạm vào laser à. Dễ ẹt. Ông này là ông bệnh nhân này đúng không? Ông làm gì mà ông đứng ở đó vậy? Chui vô miệng ổng hả? Rồi. Ui sao răng của ổng sắc quá vậy? Răng con người có giống ổng đâu. Răng ổng khác con người quá. Vậy tiếp hồi nào? Ui. Rồi. Mình lăn vòng queo luôn. Ở đây có mấy miếng thịt bị khói lửa. Trời ơi. Đó. Rồi. Ở đây có gì đây? Ở đây là xương của ổng nè. Xương sườn của ổng. Giờ sẽ nhảy lên. Rồi ok. Mà tại sao ổng lại to bự như vậy? Trời ơi. Gớm. Cái này là cục xích nè mọi người. Bịt mũi đi. Mình sẽ tạm im lặng nha. Cuối cùng mình cũng thoát được khỏi. Yeah, mình đã thoát khỏi chỗ này rồi. Chúng tôi đã thực hiện được bên ngoài gì vậy? Ok, mình cảm ơn các bạn đã xem đến đây nha. Ở lại đây là có mấy cái gì đây? Mấy cái gì vậy? Betty rồi đây. Yeah. Đây là cổng thiên đường đúng không? Đây là tàn duyện cái map nè nha. Yeah, cuối cùng mình cũng thoát khỏi nơi đây rồi. Như vậy các bạn thấy hay, hãy nhấn like và subscribe để ủng hộ mình nhé. Bye bye các bạn, hẹn các bạn vào video lần sau. Bye bye. Để mình chút. Bye bye.